Tính tới thời điểm hiện tại, nhìn chung về nền kinh tế năm 2023 vẫn là một năm đầy khó khăn trên mọi lĩnh vực. Nói riêng về ngành ô tô thì năm 2023 mọi thứ vẫn đang phải chạy theo những con số đã đạt được trong năm 2022. Nhưng nhìn tổng quan vào bức tranh ngành ô tô trong năm 2023, ta có thể thấy một điều rằng là đây vẫn là một miền đất hứa dành cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào và phát triển với những con số đáng lưu tâm. Cụ thể, theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, quý 1 tháng 3 2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt con số 30.038 xe, dù giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tăng 30% so với tháng 2 trước đó. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp thị trường tăng trưởng leo dốc sau tháng 1 ế ẩm. Tiếp sau đó, trong quý 2 tháng 6 2023, doanh số bán hàng toàn thị trường của các đơn vị thành viên đã đạt con số 23.800 xe các loại, tăng 15% so với tháng trước. Cụ thể, trong tổng doanh số bán hàng trên có 17.334 xe du lịch, tăng 20%, 6.344 xe thương mại, tăng 4% và 122 xe chuyên dụng, giảm 17% so với tháng trước. Xét về xuất xứ xe, trong khi xe sản xuất lắp ráp trong nước có doanh số 15.488 xe, tăng 28%, thì xe nhập khẩu nguyên chiếc chỉ đạt 8.312 xe, giảm 4% so với tháng trước. Khởi sắc là thế, nhưng với kết quả đạt được trong tháng 6 chưa thể đưa thị trường ô tô trong nước lập tức trở lại trạng thái ổn định. Tính chung 6 tháng đầu năm năm 2023, với các đơn vị thành viên VAMA có tổng doanh số bán hàng là 137.327 xe, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong tháng 9 năm 2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 25.375 xe, bao gồm 19.665 xe du lịch, 5.546 xe thương mại và 164 xe chuyên dụng. Có thể thấy lượng ô tô bán ra của năm 2023 tính tới tháng 9 là không hề nhỏ, nhưng kết quả đạt được vẫn chưa bằng năm 2022. Như đã có nói ở đầu video thì so với năm 2022 thì năm 2023 chỉ đạt được những con số khá là khiêm tốn. Tuy nhiên, ở mỗi quý của năm 2023, doanh số bán xe luôn có sự tăng trưởng nhất định. Từ đó đã kéo theo nhu cầu nhân lực của ngành công nghiệp ô tô đã ngày càng cao. Qua đó, chúng ta thấy năm 2024 thì ngành ô tô vẫn là một ngành tiềm năng cho các anh em có thể hướng tới. Tuy nhiên, thị trường đang ngày càng khó tính hơn khi đòi hỏi rằng người thợ phải có những kỹ năng và tay nghề thật tốt. Vì vậy, để có thể sẵn sàng gia nhập vào đường đua của ngành công nghiệp ô tô vào năm sau, bạn cần phải rèn luyện bản thân ngay lúc này từ kiến thức, kinh nghiệm cũng như trải nghiệm thực tế. Và nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu thì hãy tham khảo ngay chương trình Tết trở về, chọn nghề lập nghiệp của VTC ngay để có những định hướng rõ ràng nhất về ngành, và kèm với các khóa học vô cùng chất lượng như sửa chữa ô tô toàn diện, tiện ô tô toàn diện với thời gian học chỉ từ 6 tháng. VTC là đơn vị tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo các khóa học sửa chữa ô tô, và đặc biệt là khóa đào tạo xe điện đầu tiên tại Việt Nam, luôn cho ra đời những kỹ thuật viên có kiến thức về lĩnh vực chuyên ngành và tự tay xử lý các bánh bệnh một cách nhanh chóng nhất. Nếu bạn đang quan tâm tới ngành ô tô hay đang trên con đường tìm kiếm đam mê của mình thì hãy click ngay vào đường link bên dưới ngay nhé.